Đây là bản tin tổng hợp trong ngày của Ban Vị ngữ Đá Châu Tự Do trên kênh YouTube OFV Tiếng Việt. Chân như xin kính chào quý khán giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 40 năm chấm dứt chế độ diệt chủng ở Campuchia. Tài xế lại phản đối tại trạm thu phí An Sương, Thành phố Hồ Chí Minh. Dịch cúm gia cầm xuất hiện ở Long An, trong phần lịch sử chúng tôi có bài tổng kết lại một năm về tai nạn giao thông ở Việt Nam đến khi nào thì số người chết do tai nạn giao thông sẽ thuyên giảm ngoài những nội dung vừa nêu chương trình có những thông tin đáng chú ý khác mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Bắc Hàn gần đây có nhiều cuộc gặp tại Hà Nội để thảo luận về kế hoạch hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Reuters đưa tin vừa nêu theo tờ báo của Nam Hàn hôm thứ Hai, 7 tháng 1 năm 2019, dẫn nguồn từ các ngoại giao không nêu tên từ cả Seoul và Washington. Theo đó thì những cuộc gặp gỡ giữa các giới chức ngoại giao Hoa Kỳ và Bắc Hàn vừa qua làm dấy lên suy đoán rằng Việt Nam có thể là nơi tổ chức sự kiện này. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với cả Hoa Kỳ và Bắc Hàn, Bình Nhưỡng vẫn duy trì cơ quan ngoại giao tại Việt Nam và gần đây tin tức cho thấy là lãnh tụ Bắc Hàn mong muốn học hỏi kinh nghiệm cải cách kinh tế của Việt Nam. Cả hai là những quốc gia tuyên bố theo chủ nghĩa cộng sản Reuters có liên lạc với đại sứ quán Hoa Kỳ tại Seoul để hỏi thêm về thông tin như vừa nêu nhưng chưa nhận được trả lời trong ngày 7 tháng 1. Thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật 6 tháng 1 thì tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên ở Washington rằng Hoa Kỳ và Bắc Hàn đang đàm phán một địa điểm cho cuộc họp thượng đỉnh thứ hai và cho biết có thể nó sẽ được công bố trong tương lai gần. Cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ nhất giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un diễn ra ở Singapore vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Trong bài phát biểu Mừng năm mới 2019 được phát sóng toàn quốc, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un nói rằng ông sẵn sàng gặp lại Tổng thống Trump bất cứ lúc nào để đạt được mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhưng cảnh cáo, ông có thể phải đi một con đường khác nếu Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện lệnh trừng phạt và áp lực đối với Bình Nhưỡng. Một số hoạt động kỷ niệm 40 năm chấm dứt chế độ diệt chủng ở Campuchia được tổ chức vào ngày 7 tháng 1. Tại cuộc meeting với hàng chục ngàn người tham dự ở sân vận động tại thủ đô Phnom Penh, ông Hun Sen thủ tướng Campuchia lên tiếng cảm ơn Việt Nam vì đã cứu đất nước Campuchia 40 năm về trước. Ông cũng nói rằng đất nước Campuchia không thể nào quên tội ác tàn bạo của chế độ Pol Pot. Xem ngày 7 tháng 1 như là một ngày ra đời thứ hai của đất nước chùa tháp. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 4 năm 1975, quân đội Cộng sản Khmer Đỏ lật đổ chính quyền Campuchia thân phương Tây và bắt đầu thi hành một chế độ Cộng sản cực kỳ cực đoan với các công xã lao động khổ sai mà theo những số liệu khác nhau có thể làm lên đến 2 triệu người Campuchia bỏ mạng vì đói hoặc tra tấn. Đồng thời, chế độ này vốn được Trung Quốc hậu thuẫn bắt đầu gây chiến với Việt Nam, tấn công thảm sát nhiều làng biên giới của người Việt Nam. Cuối năm 1978 thì quân đội Việt Nam và đồng minh là lực lượng Khmer của ông Hussein, vốn là một cựu chỉ huy Khmer Đỏ, bắt đầu tiến vào Campuchia và ngày 7 tháng 1 năm 1979 lật đổ chế độ Pol bon Pot tại Phnom Penh. Ông Hussein làm thủ tướng đất nước này cho đến ngày hôm nay. AFP vào ngày 7 tháng 1 loan tin cho biết là giới chỉ trích cho rằng ông Hussein suốt thời gian trong cương vị thủ tướng xứ chùa tháp đã mạnh tay đàn áp đối với báo giới các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và các chính trị gia đối lập. Ông Hussein cho bỏ tù những tiếng nói bất đồng. Nhiều tài xế dừng xe hơn 4 giờ tại trạm thu phí BOT An Sương An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 7 tháng 1 năm 2019 để phản đối thu phí khiến quốc lộ 1 bị kẹt xe kéo dài cả hai hướng. Các tài xế không chịu mua vé và liên tục bóp còi phản đối, yêu cầu dỡ trạm thu phí. Sau đó thì công ty IDICO buộc phải xả trạm để đảm bảo giao thông trên quốc lộ 1 thông suốt. Tuy nhiên thì các tài xế vẫn không chịu cho ô tô qua trạm thu phí, yêu cầu chủ đầu tư có giải thích rõ ràng. Theo một tài xế cho mạng báo riêng biết, anh đã nhận thông báo của thanh tra chính phủ rằng BT An Sương An Lạc đã thu phí quá thời hạn 31 tháng. Xe của anh hiện di chuyển trên cung đường không sử dụng dịch vụ xe cầu nên không trả tiền. Theo ông Nguyễn Hồng Ninh, giám đốc công ty IDICO, sau xã trạm, các tài xế vẫn không chịu đi. Các tài xế yêu cầu nhân viên phải nói, anh em tài xế không sử dụng dịch vụ, xin mời qua trạm thì họ mới chịu cho xe đi. Tuy nhiên, công ty IDICO không thực hiện yêu cầu đó. Đến hơn một giờ trưa cùng ngày, các tài xế vẫn đậu xe phản đối việc thu phí tại trạm BOT An Sương An Lạc. Giao thông quốc lộ 1 qua khu vực này vẫn chưa trở lại bình thường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định hôm ngày 5 tháng 1 năm 2019 cho hay là sẽ cho trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại sau 5 tháng phải tạm dừng vì người dân qua trạm phản đối. Đại diện tỉnh Nam Định cho biết, điều kiện ngân sách nhà nước khó khăn, không thể cân đối mua lại dự án của nhà đầu tư là công ty cổ phần Tasco. Vì thế, Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý cho phép Tasco thu phí trở lại BOT tuyến tránh Nam Định ngay trong quý 1 năm 2019 và thu đến hết tháng 1 năm 2028. Giá vé qua trạm sẽ được giảm 25-50% so với trước đây. Xe dưới 12 chỗ giảm từ 30.000 đồng xuống 15.000 đồng một lượt. Xe từ 12 đến 30 ghế giảm từ 40.000 xuống 25.000 đồng một lượt. Xe trọng tải từ 18 tấn trở lên giảm từ 160.000 xuống 120.000 đồng một lượt. Hồi cuối tháng 7 năm ngoái, nhiều tài xế phản đối trạm BOT Mỹ Lộc thu phí vì cho rằng trạm này đặt sai vị trí. Theo họ, việc lập ra trạm này là để thu phí đoạn đường BOT 3,9 km, nhưng trạm lại nằm trên phần BT do nhà nước đầu tư. Và mức phí BOT tại đây cao gấp nhiều lần so với mức phí phí nhiều tuyến đường BOT khác. Mạng báo PLO cho biết một số tài xế lập chốt bằng cách mang bàn ghế, máy phát điện đến trạm BOT này thay nhau trực 24 trên 24 để phản đối việc thu phí. Họ hướng dẫn xe đi vào làn đường rộng 5m mà họ cho rằng do sở giao thông vận tải tỉnh Nam Định đầu tư nên không phải nộp phí. Thực vị hàng chục người dân tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Triều, Đà Nẵng, hôm 7 tháng 1 đã chặn đường phản đối mỏ đất đá gây ô nhiễm kéo dài. Truyền thông trong nước loan tin vừa nói trong cùng ngày, người dân đã dùng vật là bàn ghế, bảng hiệu, cây gỗ làm chướng ngại vật để ra đường, để chặn các xe tải chở đất đá đang lưu thông ra vào các mỏ đất đá trên địa bàn. Theo người dân địa phương, thì các mỏ đất đá tại quận Liên Triều hoạt động lâu nay gây ô nhiễm bụi trên địa bàn. Ngoài ra thì xe tải chở đất đá lưu thông thường xuyên trên tuyến đường Hoàng Văn Thái, Trần Đức không những làm bụi bặm bay vào nhà mà còn gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Trả lời báo chí cùng ngày thì ông Đàm Quang Hưng, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Triều cho biết cho đến trưa cùng ngày thì chính quyền đã vận động người dân tháo dỡ chướng ngại vật, phối hợp với đơn vị môi trường tưới nước và vệ sinh mặt đường để giảm bụi bặm. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm 2019, người dân sống dọc tuyến đường Hoàng Văn Thái – Trần Đức dùng chứng ngại vật chặn xe tải để phản đối xe tải gây ô nhiễm phá nát đường. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An vừa cho biết là phát hiện một ổ dịch cúm gia cầm AH5N1 tại địa bàn tỉnh này ở xã Long Sơn, huyện Cần Đức. Truyền thông trong nước loan tin hôm 6 tháng 1 cho biết dịch bệnh bắt đầu xuất hiện tại ấp 4 xã Long Sơn, từ hôm 21 tháng 12 năm 2018 ở đàn gà 400 con của gia đình ông Điền Văn Kiều. Nhưng người này không báo cho ngành thú y mà tự mua thuốc về điều trị. Đến ngày 3 tháng 1, dịch bệnh lây sang đàn vịt của bà Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Lê Thủy làm chết 3.600 con vịt. Sau khi người dân báo cho chính quyền để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm thì có kết quả là bị nhiễm AH5N1. Cơ quan chức năng nói là đã phối hợp với các chủ hộ tiêu hủy toàn bộ số gia cầm nhiễm bệnh nói trên và công bố dịch cúm gia cầm đang uy hiếp tại các xã Long Cang, Long Hòa, Tân Trạch và Phước Vân. Tin cho biết là chính quyền địa phương đã ban hành kế hoạch chống dịch nhằm tránh lây lan trên diện rộng. Theo đó thì ngoài việc theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi, nếu phát hiện gia cầm có triệu chứng bệnh ở các vùng có dịch thì vận động tiêu hủy ngay toàn bộ. Ở các địa phương ngoài vùng dịch thì nếu phát hiện triệu chứng thì tiêu hủy những con da cầm chết và cách ly số còn lại để chờ kết quả xét nghiệm. Tỉnh Long An được nói là hỗ trợ miễn phí vaccine tiêm phòng tại vùng dịch và vùng bị uy hiếp đối với các hộ chăn nuôi có quy mô tổng đàn từ 2.000 con da cầm trở xuống. Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đức yêu cầu các cơ quan chức năng Tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ trên 90% đối với vùng dịch và 80% ở vùng bị uy hiếp đối với các số gia cầm thuộc diện được hỗ trợ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho biết không có trường hợp cúm gia cầm AH5N1 nào lây lan sang người kể từ năm 2014. Trước đó theo Tổ chức Y tế Thế giới, virus H5N1 đã giết chết 65 người ở Việt Nam. Đây được cho là một trong những con số tử vong cao nhất trên thế giới. Cơ quan chức năng y tế Việt Nam vừa qua có cảnh báo cần phải phòng ngừa các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm trong thời gian chuẩn bị đón Tết nguyên đán kỷ hợi sắp tới. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ không phát hành tiền lẻ mới mệnh giá dưới 10.000 đồng nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra chủ trương này. Báo chí trong nước loan tin hôm 7 tháng 1 năm 2019 ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục Phát hành Kho Quỹ khẳng định, dù không phát hành tiền lẻ mới, nhưng tiền lẻ mệnh giá dưới 10.000 đồng vẫn được cung ứng đầy đủ với lượng tiền đã qua lưu thông. Ông cho biết thêm, dự trữ tiền mặt cả nước tăng thêm 25% trong năm qua. Ông khẳng định chủ trương của ngân hàng nhà nước là vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt chính đáng của người dân. Việc không cung ứng tiền lẻ mới trong dịp Tết sẽ không ảnh hưởng tới nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế. Theo báo chí trong nước, thì ngân hàng nhà nước có chủ trương đẩy mạnh cung cấp tiền mệnh giá nhỏ dưới 10.000 đồng từ tháng 4 cho đến hết tháng 11 năm 2018, gồm cả tiền đã qua lưu thông và tiền mới in. Việc không đưa tiền lẻ mới in ra lưu thông trong dịp Tết này ước tính sẽ giúp ngân hàng nhà nước tiết kiệm khoảng 390 tỷ đồng, nâng tổng tiền tiết kiệm được sau 6 năm thực hiện chủ trương này lên con số gần 2.600 tỷ đồng. Trong khi các ngân hàng giới hạn việc đổi tiền lẻ mới dịp Tết 2019 thì tại thị trường chợ đen hay đổi tiền online, dịch vụ này được cho biết là hiện rất nhộn nhịp và cam kết bao nhiêu cũng có. Tuy nhiên thì phí đổi tiền mới cho các mệnh giá thấp khá cao. Nhiều ngân hàng cho biết là hiện vẫn chưa có nguồn tiền mới để đổi, nhưng cận Tết chắc chắn số tiền mới mệnh giá nhỏ sẽ không nhiều và chỉ có mệnh giá cao từ 100.000 đến 500.000 đồng. Thưa quý vị, Viettel, công ty viễn thông quân đội và cũng là công ty lớn nhất của Việt Nam trong ngành này, đang cố gắng đến cuối năm nay gia tăng gấp đôi số lượng 5 triệu thuê bao hiện tại ở Myanmar, đồng thời đang đàm phán để mua cổ phần của các công ty viễn thông tại Malaysia và Indonesia. Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Viettel cho biết thông tin như vừa nêu trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông vào hôm thứ Sáu, ngày 4 tháng 1 tại Hà Nội. Thiếu tướng Lê Đăng Dũng nói rằng Viettel và các công ty đối tác địa phương ở Myanmar khởi động mạng lưới viễn thông 4G có tên Mytel Network trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ hồi tháng 6 năm 2018, đạt được 5 triệu thuê bao và thị trường này có thể phát triển gấp đôi vào cuối năm 2019. Chủ tịch hội đồng quản trị Kim Tổng giám đốc Viettel cho biết công ty đàm phán mua cổ phần viễn thông của các công ty ở Malaysia và Indonesia nhưng không thể nói chi tiết của thương vụ này. Bên cạnh đó, Viettel còn đàm phán để mua 20% cổ phần của một công ty châu Âu cung cấp dịch vụ di động. Tại thị trường Việt Nam, ông Lê Đăng Dũng cho biết Viettel sẽ là công ty viễn thông đầu tiên cung cấp mạng lưới 5G. Viettel đã chi 40 triệu đô la Mỹ để phát triển chương trình này, nhưng cũng đang xem xét sử dụng công nghệ từ Ericsson và Nokia. Thiếu tướng Lê Đăng Dũng cho biết thêm, Viettel có kế hoạch dừng phát triển tại thị trường châu Phi vì kinh tế ở thị trường này phát triển chậm. Tuy nhiên, Viettel đang tìm cơ hội đầu tư tại Bắc Hàn và đã xây dựng được mạng lưới di động hồi năm 2010 cũng như đang chờ đợi lệnh cấm vận ở Bắc Hàn được gỡ bỏ để thị trường ở đó mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Việc theo là công ty Viễn Thông do quân đội Việt Nam quản lý có khoảng 60 triệu thuê bao tại Việt Nam và hơn 300 triệu khách hàng tại 10 quốc gia khác ở châu Á và châu Phi. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khách thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese rfa org vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đại A Châu Tự Do tại facebook.com gạch chéo RFA Việt Nam. Quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức thời sự của Báo Bình Ngữ Đã Châu Tự Do trên kênh YouTube OFV tiếng Việt. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu các chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Trong phần thời sự, thưa quý vị, người dân Việt Nam trong những ngày đầu năm dương lịch 2019 lại đón nhận những tin không vui về tai nạn giao thông. Đây là nguyên nhân dẫn đến số tử vong khá lớn tại Việt Nam. Vậy thực trạng đáng lo như thế là do đâu mà ra? chúng tôi có bài tổng kết về những vụ tai nạn giao thông trong năm 2018. Mời quý vị cùng theo dõi. Truyền thông trong nước loan tin, chỉ trong vòng 4 ngày nghỉ Tết dương lịch 2019, cái nước đã xảy ra gần 150 vụ tai nạn giao thông, khiến hơn 110 người chết và 61 người bị thương. Vụ ghi chấn động công luận xảy ra vào chiều ngày 2 tháng 1, khi một xe container tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, khiến 4 người tử vong 18 người bị thương và 21 xe máy bị biến dạng. Đến sáng ngày 3 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho biết, tài xế chiếc xe container gây tai nạn đã được đưa đi kiểm tra và cả hai lần đều có dương tính với ma túy và nồng độ cồn cao trong lần đầu thử. Vẫn liên quan đến việc say rượu lái xe, đa số người dân Sài Gòn đều không thể quên việc bà Nguyễn Thị Nga, 46 tuổi, lái xe BMW gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh vào tối ngày 21 tháng 10 năm 2018, khiến một người tử vong và 5 người nhập viện cùng nhiều người khác bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn cho bà Nga thì kết quả là 0,94mg trên một lít khí thở. Dựa theo Nghị định 46 của Bộ Giao thông Vận tải, trong trường hợp của bà Nga có nồng độ cồn vượt mức 0,4mg trên một lít khí thở, nên sẽ bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 4 đến 6 tháng. Công an quận Bình Thạnh ở Sài Gòn vào chiều ngày 24 tháng 10 năm 2018 cũng đã ra quyết định khởi tố biệt can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga vì vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tuy nhiên, sự việc sau đó không được báo đài nào thông tin thêm, khiến nhiều người dân nêu lên thắc mắc trên các trang mạng. Phải chăng vì gia thế của tài xế mà sự việc đã bị chìm xuồng và tài xế đã được thoát nạn? kết thúc một cái giai đoạn điều tra vụ án ấy, thì người ta sẽ công bố rằng là cái mức thiệt hại về nhân mạng, rồi về sức khỏe của con người tức là phải cứu chữa các cái, rồi về tài sản bị hư hại xe cộ của những người mà nạn nhân á, thì cộng hết tất cả các khoản đó thì nó mới ra cái khoản thiệt hại. Từ cái khoản thiệt hại thì mới có thể suy đoán về cái, cái mức án, mức hình phạt. Vẫn theo luật sư mạnh, theo quy định hiện nay quy trình tố tổ tụng điều tra là 4 tháng tuy nhiên vẫn được gia hạn thêm nếu việc điều tra chưa hoàn tất do chưa xác định được mức độ thiệt hại của các vụ tai nạn. Do đó, gần như không có một chuẩn nào để xác định thời gian điều tra. Trong năm 2018, một số vụ tai nạn trên đường cao tốc đã xảy ra, nhưng đáng chú ý và gây xôn xa dư luận nhất là vụ việc xảy ra vào ngày 19 tháng 11 năm 2016, khi tài xế ô tô Innova cho lùi xe trên đường cao tốc thuộc tỉnh Thái Nguyên và va chạm với xe đầu kéo khiến ba người lớn và một bé trai tử vong, sáu người bị thương. Tuy nhiên bản án mà tòa tuyên với hai tài xế lại khiến người dân lên tiếng phản đối vì sự bất công trong việc xét xử. Cụ thể, ông Lê Văn Sơn 40 tuổi, tài xế xe Innova bị tuyên 9 năm tù giam và ông Lê Ngọc Hoàng 33 tuổi, tài xế xe container 6 năm tù giam. Nhiều luật sư nhận định tài xế Lê Ngọc Hoàng lẽ ra không phải chịu mức án này vì khi tai nạn xảy ra, xe anh không hề vi phạm luật nhiều tài xế cũng như giới hoạt động lên tiếng kêu gọi phải xử lại cho công tâm. Rồi vụ tài xế đoàn cao công 26 tuổi đã lùi xe ở làn đường khẩn cấp trên đường cao tốc Vành Đai 3 vào ngày 4 tháng 12 năm 2018. Mãi đến ngày 17 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội quyết định xử phạt tài xế công 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến bày tỏ bất bình vì mức phạt này dường như quá nhẹ đối với người phạm luật theo ý kiến của luật sư Đặng Đình Mạnh, mức phạt này đã đúng với những gì luật định trong điều 5 của nghị định 46 về những vi phạm trên đường cao tốc. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng mặc dù cái mức hình phạt đó là nó phù hợp với quy định, tuy là đúng luật nhưng mà nó không đúng với lại cái mức độ nguy hiểm mà, mà cái hành vi nó gây ra. Phải nói rằng là hiện nay nó có khá nhiều bất cập về về những quy định của luật giao thông đường bộ à, và những cái quy định bất cập đó thì nó vô hình chung nó cũng là gián tiếp trong những cái cái vấn đề mà xảy ra tai nạn chứ cũng không hoàn toàn biết đương nhiên bên cạnh đó này nó cũng còn có yếu tố là lỗi của người người dân khi tham gia giao thông nữa tai nạn hiện nay tai nạn giao thông chẳng lẽ ở Việt Nam ông Quốc Việt Hùng phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong một lần trao đổi với truyền thông trong nước cũng đã khẳng định rằng 90% nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do người dân thiếu văn hóa giao thông ý thức kém đồng quan điểm này bạn Vân 28 tuổi hiện đang sống ở Sài Gòn cho rằng Ý thức tham gia giao thông của người dân ngày càng kém đi vì số lượng xe ngày càng nhiều mà tâm lý không nhường nhịn, cộng thêm luật giao thông không rõ ràng. Nên theo bạn, mỗi lần lái xe là một lần đi đánh trận. Đi đúng là đường của mình thì cũng bị lấn chiếm. Người xe máy thì nó là tại những người xe hơi người xe hơi thì lại đổ qua cho người xe máy rằng là tại vì tụi xe máy nên đường xá mới tùm lum tà la nhưng mà cơ bản là tất cả mọi người đều không ai tuân thủ luật và ai muốn đi đi. Cho đến lúc này, chưa thấy thống kê chính thức số người chết do tai nạn giao thông cho cả năm 2018, mà chỉ mới có số liệu cho 9 tháng đầu năm 2018, với hơn 6.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trên cả nước Việt Nam quý các giả có thể sử dụng app để xem trực tiếp những tin tức mới nhất cũng như toàn bộ các chương trình của đài Á Châu tự do bằng điện thoại di động và các thiết bị cầm tay. qua đó quý vị có thể nhận báo tin được các diễn biến mới nhất cũng như quý vị có thể chia sẻ các tin tức của đài Á Châu tự do với bạn bè và người thân qua các trang mạng xã hội, tin tải về tại App Store hoặc Google Play. cảm ơn quý khán giả đã theo dõi đến cuối phần tin tức thời sự của chúng tôi hôm nay mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào bản tin ngày mai cũng như trên kênh youtube của đài Á Châu tự do thay mặt toàn ban về ngữ chân như xin cầu chúc quý vị có được nhiều niềm vui và bình an xin chào và hẹn gặp lại